Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Chỉ 2 phút mỗi ngày. Đó, chúng 2 phút mỗi ngày, một ngày chúng ta rửa 2 lần với sữa rửa mặt bùn khoáng của Nivea thì da chúng ta sẽ đẹp lên mỗi ngày nhé. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ làm ướt mặt này. Sau đó chúng ta cho một lượng nhỏ thôi. Đấy. Chúng ta sẽ cho một lượng như này nhé. Sau đó chúng ta sẽ tạo bọt lên. Tạo bọt và chúng ta massage nhá. Đó, khi chúng ta massage như này thì cái bọt này sẽ thẩm thấu vào sâu bên trong lỗ chân lông để làm sạch đi tất cả những cái tuyến bã nhờn, những cái bụi bẩn ở bên trong da của chúng ta nhé. Nếu bạn nào mà trang điểm hoặc dùng kem chống nắng thì chúng ta rửa lọc 2 lần nhé, thì rất là sạch luôn và da chúng ta cực kỳ đẹp, giúp kiềm dầu cho da, da rất là tốt, tăng cường độ ẩm cho da, xoay khuyết lỗ chân lông đó. Và đặc biệt là trong này có phù sa của biển cho nên nó giúp kháng khuẩn vô trùng cho da của chúng ta cực kỳ tốt luôn nhé. Chúng ta cứ massage thật kỹ như này. Đó, thì bên cạnh đó thì ở trong bùn khoáng này sẽ giúp đi lấy lớp sừng, lấy những cái lớp sừng trên da của chúng ta, chính vì thế là sẽ giúp cho da của chúng ta sáng hơn mỗi ngày nhé. Nên bạn nào mà bị mụn thì dùng rất là tốt, còn không bị mụn chúng ta dùng thì tất nhiên là nó tốt rồi đúng không ạ? Đó, sau đó chúng ta sẽ rửa lại sạch với lại nước nhá. Như vậy là đã xong nhá. Bye bye. Chúc mọi bạn có một làn da đẹp.